Phương pháp 1. Điều trị bằng thuốc. 1. Tắm cho chó bằng dầu tắm trị bọ chét và ve. Dầu tắm chó thông thường và nước rửa bát cũng diệt được bọ chét. Nhưng nếu cần một thứ mạnh hơn, bạn có thể thử dùng dầu tắm trị bọ chét và ve. Đọc kỹ nhãn dầu tắm để biết cách sử dụng đúng. Làm ướt lông chó bằng nước ấm và xoa dầu tắm trị bọ chét lên lông chó. Đợi ít nhất 10 phút sau khi xoa dầu tắm lên lông chó, sau đó xả sạch bằng nước ấm. Dầu tắm trị bọ chét thường chứa piperine, một loại hóa chất dùng để diệt bọ chét. Dầu tắm trị bọ chét nhằm giết bọ chét và ve có sẵn trên lông chó. 2. Mua thuốc xịt trị bọ chét. Thuốc xịt trị bọ chét và ve có sẵn dưới dạng bình xịt và bình bơm. Để có kết quả tốt nhất, chọn bình xịt có chất diệt côn trùng trưởng thành và kiểm soát sự sinh trưởng của côn trùng. Như vậy, bạn có thể đảm bảo diệt cả bọ chét trưởng thành và trứng của chúng. Tuân theo hướng dẫn của bác sĩ thú y và chỉ dẫn trên nhãn thuốc để sử dụng đúng cách. Xịt thuốc ở nơi thông thoáng và tránh xịt vào mắt chó. Đeo găng tay khi xịt thuốc để tự bảo vệ mình. Khi muốn xịt lên các vùng nhạy cảm như mặt của chó, bạn nên xịt thuốc vào găng tay và xoa lên chó thay vì xịt bừa vào mắt, miệng hay tai của chó. 3. Thử dùng bột trị bọ chét. Bột trị bọ chét thường được bán không cần toa bác sĩ và có tác dụng tương tự thuốc xịt. 4. Pha nước thuốc tắm chó. Nước thuốc ngâm và xả cho chó nên sử dụng sau khi chó bắt đầu bị nhiễm bọ chét. 5. Đeo vòng cổ trị bọ chét cho chó. Vòng cổ trị bọ chét có chất lượng rất khác nhau và nhiều loại có phạm vi hoạt động rất giới hạn, chỉ diệt được bọ chét xung quanh vòng cổ, quanh đầu và vai chó. Tuy nhiên, loại vòng cổ trị bọ chét chất lượng cao có thể xua đuổi hoặc giết bọ chét khi được sử dụng đúng cách. Nhớ chọn loại vòng cổ thích hợp với độ tuổi và cân nặng của chó. Phương pháp 2. Sử dụng các liệu pháp phòng ngừa bọ chét. 1. Bôi thuốc hàng tháng. Bôi thuốc hàng tháng là một trong những biện pháp phòng ngừa bọ chét hiệu quả và thông dụng nhất. 2. Cho chó uống viên trị bọ chét mỗi tháng. Hỏi bác sĩ thú y về loại thuốc viên phòng ngừa bọ chét để cho chó uống mỗi tháng. Phương pháp 3. Thử các liệu pháp trị bọ chét tự nhiên. 1. Tắm cho chó. Tắm cho chó bằng nước ấm và nước rửa bát dịu nhẹ hoặc bằng dầu tắm chó thông thường cũng diệt được phần lớn số bọ chét nếu không diệt được toàn bộ. Cách này có hiệu quả trị bọ chét với số lượng ít và trung bình, nhưng có thể không đủ công hiệu để diệt trừ bọ chét bùng phát với số lượng lớn. Chỉ dùng nước rửa bát nhẹ dịu, không phẩm màu, không mùi và an toàn cho da nhạy cảm. Ngưng dùng khi chó có phản ứng xấu với xà phòng. Dùng dầu xả sau khi dùng xà phòng để tránh khô da của chó. Tắm xà phòng cho chó mỗi tuần một lần. Tắm chó quá nhiều, nhất là tắm xà phòng, có thể gây hại cho da của chó do tác động làm khô da. 2. Trải lông cho chó bằng lược chuyên trải bọ chét. Bạn có thể dùng lược chuyên trải bọ chét, nhưng cũng có thể dùng bất cứ loại lược nào có răng khít để trải cho chó. 3. Xua đuổi bọ chét bằng nước chanh. Nước cốt chanh pha loãng bôi lên lông chó có thể diệt trừ bọ chét. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận kẻo làm khô da của chó. 4. Điều trị bọ chét cho chó bằng dấm táo. Dấm táo có thể bôi lên lông chó để trị bọ chét. Pha nửa phần dấm táo với nửa phần nước ấm và rót vào vòi xịt. Xịt lên toàn bộ mình chó, nhưng chú trọng những nơi bọ chét hay tập trung như sau tai, vùng mông quanh đuôi và dưới chân. Nếu da chó bị khô hoặc nghi ngờ chó có phản ứng xấu với giấm, bạn hãy ngừng ngay cách điều trị này. 5. Thử dùng men bia. Men bia là biện pháp phòng ngừa tự nhiên và là liệu pháp thay thế cho các hóa chất mạnh. Các bằng chứng về tính hiệu quả của liệu pháp này còn chưa xác thực, nhưng dường như men bia có tác động đến số lượng bọ chét. 6. Pha nước hương thảo ngâm cho chó. Liệu pháp này chưa được xác thực về mặt khoa học, nhưng dân gian cho rằng có thể mang lại hiệu quả xua đuổi bọ chét. Cho chó ngâm trong nước pha hương thảo và để khô tự nhiên. 7. Bôi tinh dầu oải hương. Liệu pháp này chưa được xác thực về mặt khoa học, nhưng dân gian cho rằng có thể mang lại hiệu quả xua đuổi bọ chét. Bạn chỉ cần nhỏ vài giọt tinh dầu oải hương vào những chỗ quan trọng để tận dụng hiệu quả này.